Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về vị tướng Crack mà mình sẽ đi tiếp tục phá rừng đối phương. Yeah. Và đấy là một điều cười mà mình mới sáng tạo ra đấy. Thế mọi người thấy mình có sáng tạo không? What the fuck? Mình quá sáng tạo chứ. Mình mới trang bị cho mình trên cho nó cái Ngọc Đại Pháp Sư nha. Đấy, thì như mọi người đã biết rồi, mình có làm vài clip về vị tướng Crack đi chơi game, khá là nhiều bạn gọi là khoai trí và mấy bạn đã thường xuyên nhắn tin cho mình anh làm Crack chơi game đi. Nhưng mà thật sự ra nói thì rất là khó khăn để mà chơi được đối phương. Hãy xem đây. Đủ. Ôi, cứu, chừng trị này, what the fuck, không chừng trị được luôn, thôi xong rồi bị úp giò rồi. Giờ nó rất là khôn luôn, thề luôn, bây giờ nó chỉ cần mấy bạn ấy, kể cả đánh thường hay đánh hạng, đánh gì cũng vậy, chỉ cần bạn chỉ cần cầm con Crack và cầm trị một phát định mệnh, what the fuck, một đống người luôn, nó đứng nó bu lại một cục cái con màu xanh ấy. Mình bước qua một phát nó úp mình giống như là gọi là quánh mình giống như là mấy thằng trộm chó ấy. Nó đánh nó sấp mặt mình luôn đi. Khó khăn vãi cả trường ra. Bây giờ làm sao mà phá được đối phương bây giờ, mình gọi là hay đấy. Bây giờ bên kia nó rất là khôn nha. Thật sự luôn. Cái bạn Diêu bạn ấy đứng cái kiểu là che cái con bùi xanh. Nếu mà mình lôi thì lôi được con Diêu thôi chứ không thể nào lôi được con bùi xanh. Đây không, chỗ nó đứng rất là thông minh nha. Vãi cả lều nha bạn. Bạn đứng đây. Đứng đây này. A đủ. Này làm sao? Này thì che này. Yes. Che không? Bạn thích che không? Đấy. Che hả? Bạn che bồi xanh, thế thì bạn bỏ mạng nha. À, che bồi xanh à. Thì đấy là cái cách mà mình khắc chế những vị tướng, những người khác cầm Crack đi cướp rừng. Đó là mình có like, mình có nói trước rồi. Úi giời ơi. Che này. Nào làm sao? A thu đẹp đấy. Có lì thế nhở? Chưa thấy quan tài chưa đủ lẹ à? Úi giời ơi. Bạn không biết tớ là ai à? Tớ là Crack đấy, không phải rằng vừa đâu. Van heo, hãy xem ta đây. Chà! Yes, quá tuyệt rồi. Vâng, vậy là một pha là nằm xuống tem đối phương hai mạng luôn. Đầu tiên óp giọt mình làm cái gì? Nữa đây. Wow. Đừng đuổi theo anh ơi, đặc người theo anh ơi. Đấy mọi người thấy không? Nó bây giờ nó canh me rất cẩn thận. Triệu Vân nó cũng rủ đồng đội vào luôn rồi kìa. Hãy xem ta đây. Ba đánh một không chuột cũng que. Sắp mặt nó luôn. Đúng rồi. Chết anh chưa. Có bùa xanh đâu rồi. Hãy xem ta. Hãy giữ mạnh giữ. Tuyệt vời. Rồi. Trời khó khăn quá. Cướp rừng kiểu này. Thật chứ. Thiệt luôn á. Lúc trước thì mình có làm một cái clip cướp rừng mà cũng khá là nhiều. Gần 1 triệu người xem. Và một số bạn rất là thích thú những cái clip như thế. Nhưng mà để làm được lần thứ hai giống như vậy thì rất là khó khăn luôn. Tại vì tem đối phương bây giờ nó rất là thông minh. Đấy, người ta xem clip nhiều rồi, người ta cũng phải kìm ra cách khắc chế chứ. Nếu không mà ai cũng đi cướp rừng giống như trật gió thì làm sao mà ai chịu nổi. Đấy, nó lại đứng nó che kìa. Mọi người thấy nó đứng nó che bùa không? Che bùa này. Lại này thì che bùa này. Hãy xem ra đây. Chà! Trừng trị xong có con quái rồi. Vậy là bùa đỏ mình đã được ăn rồi. Nhưng mà xác của mình thì chắc phải nằm đây thôi. Có thêm một ăn nó hỗ trợ nữa. Vãi đấy trường. Thiệt luôn, nó khó chơi muốn chết đi được. À yeah. Come on baby. Để làm ra những cái clip mà Crack đi cướp rừng, chon rừng đối phương kiểu như mình thế này. Nó khó khăn vãi cả lèo ra mấy bạn ơi. Trời ơi chết tôi. Kể cả đánh thường cũng vậy thôi. Đúng rồi, rất là khó luôn. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng gọi là hắc não đối phương. Đấy, nó đứng nó che bên này, mình đứng bên kia mình kéo. Đấy, làm gì lạch nhau. Ừ. Chuẩn bị búa xanh nó ra này. Nhưng mà không kéo được thì mình phá, đúng không? Mình lôi không được quái, mình lôi người. Đấy rất đa giản thế thôi. Trời, xong rồi, Triệu Vân tem mình bị tem bên kia nó hấp diêm đại pháp rồi. Đúng rồi, hay lắm. Rồi, mày là giết được Triệu Vân rồi đúng không? Bây giờ tới lượt mình. Úi dồi ôi, hãy xem ta đây. Chà. Úi dồi ôi, chiêu cuối của mình quá đẹp mắt luôn. Van heo nằm xuống. Vâng, Van heo nằm xuống rồi. Tới lượt anh Triệu Vân. Sướng. Triệu Vân anh quá sướng rồi. Mình sử dụng cái chiêu kéo một phát, mình cục một phát, anh ta đi luôn. Nó không còn một lời từ biệt. Bùi xanh. Thế nào? Nó cũng sẽ đứng ở đường dưới cái đường kinh công kia, nó che lại. Mình sẽ đứng đây mình kéo. Mọi người thấy mình thông minh không? Này đứng đây mình kéo này. Này thì kéo. À đủ, vẫn dính người. Mà không sao. Có mạng luôn mới ngon chứ. Đúng rồi, này thì đứng ngay mà che rồi. Che làm thế nào bạn?
bạn che làm thế nào được khỏi cái tay của mình bây giờ? Ơ Murat, 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 à quả quả lô con quái ra đây phát cái đó xong rồi tính là... Tính cái gì thì tính sao? Tính cái gì thì tính sao? Vâng, team bên kia rất là đông luôn, 3 người luôn. Úi trời ơi, Triệu Vân quốc mình kìa. Team mình đang kéo tới, mình sẽ sử dụng chiêu cuối. Hãy xem ta đây. Chà! Đúng rồi, hấp diêm tụi nó đi. Đúng rồi. À đủ. Úi trời ơi, đóng băng à? Mày cả lèo bạn đóng băng làm tới hết cả hồn. Tớ tưởng là ăn được bạn rồi chứ thế mà cuối cùng ấy. Không ngon lành cành đào như mình nghĩ ha. Ê, bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh, bơm máu lên, bơm máu lên, bùi xanh, bùi xanh. Ngứa nè, bùi xanh nè, chà. Sao lôi hoài người vậy? Trời ơi, chơi, khó chơi quá à. Trời ơi, chơi, khổ quá, thôi kêu kêu. Đấy, mình lôi mấy lần là toàn dính người. Không phải cả trưởng. Bó tay nó thiệt tình á. Mấy bạn dạo này khó chịu quá à. Cứ lấy người, lấy thân mình mà che chở cái con bùa của mấy bạn không à. Kỳ cục quá đấy mà tôi. Ôi xời, vào đây thua ơi. Hãy xem ta đây. Chà. Ê bùi xanh kìa chịu bắt đây. Bạn ơi đừng có ăn mà để cho tem nó ra mình rụ rỗ. Ôi dồi ôi, bạn là thế. Này thì thế này. Này thì thế này. Chết rồi, chết mọi em rồi. Chết mọi em rồi. Ôi đông quá. Mình lôi thế nào chả được một em. Hãy xem ta đây. Ô Murat nè. À đủ, lôi đúng mày ngay lúc nó có chiêu cuốn nó chém mình luôn. Đây đi mới đau rồi chứ. Chết em rồi mấy anh ơi. Mấy anh ơi cứu. Ôi anh cứu em với. Ô man, mình kia chết 4 người luôn kìa. Vãi cả lèo, mình chết một phát em kia mới chết 3 người luôn. Nói chung là 1 đổi 3 là khoai ta cũng đổi đúng không? Ngon, thật phải là ngon rồi, tuyệt vời rồi. Từ bùa đỏ kia. Mình nói thiệt cho mọi người biết một câu luôn. Cái bùa theo mình bùa xanh có này. Rồi bùa đỏ cũng có này. Sao theo mình không ăn nó cứ qua rừng đối phương nó ăn là thế nào nhở? Thấy mình đi tròn ấy, mình đi cướp rừng ấy thì mình nó cũng thùa theo mình ấy. Theo mình nó cũng lầy lội thật đấy chứ. Chả hiểu sao luôn. Đồ đó qua cướp đi. Nó quánh cái sấp mặt hay cả đám luôn kìa. Rồi mình tới đây. Hãy xem ra đây. Hắc tinh mẹ pháp. Chà. Bẹt này rồi xong một em đã nằm xuống. Đấy, cái rừng nhà mình bùa xanh có, bùa đỏ có luôn, nó không ăn. Đấy, nó qua rừng đối phương nó cướp cơ. Nó cứ đua đòi với mình là thế nào nhỉ? Đấy là cái con bùa để mình chơi, bạn hiểu không? Mấy bạn có hiểu không? Mình ra mình phá chơi ra mình thôi, cho nó vui thôi. Nhưng mà mấy bạn nó cứ qua ăn là thế nào? Đấy đấy, bùa xanh có này. Sẽ có rồi, mình sẽ đứng núp đây, chờ Diêu tới mình sẽ hấp diêm đại pháp. Rồi Diêu đâu ấy? Thỏ mặt ra đi cậu ơi. À đây, đúng rồi, giết anh đây mình đi. Giết nó. Ui giời, bạn quăng chiêu một trúng phát, bạn sử dụng chiêu hai phát, bạn đập thường một phát, bạn sử dụng chiêu cuối, xoẹt nó phát. Thế nào mà vị tướng Van Heo chẳng ra đi. Rồi đang đi vào đây đấy, ăn xong con quái này, thế nào cũng đi vào đây. Vào đây, có chuyện này, có chuyện nào đấy cậu ơi. Hãy xem đây, chà. Mẹ. Ôi được con quái rồi. Chân này. À đù. Mạnh dữ. Dồn bạn cái ad kinh vãi lều. Đùa nhau à? Mạng nó của tớ đấy. Không phải của bạn đâu. Bạn đừng có đùa chứ. Đấy mọi người thấy mình căn ghê không? Dồi ôi, mặc dù tem bạn nó nói chung là canh rừng cẩn mật đến mức độ mà không có con ruồi không bay được vào luôn. Nhưng mà mình vẫn phá được bình thường. Đây. Nào. Đừng có ăn con bùa đỏ. Để con bùa đỏ mình chơi. Đừng có ăn nha. Ê. Nhà mình kìa. Bùa xanh nhà mình kìa, bùa đỏ nhà mình kìa, đây kìa, ăn đi. What the fuck? Cứ để con này là của mình chơi. Con này là của mình để mình kéo nghịch, mình kéo mình chơi thôi mà. Hãy xem ra đây, con này của mình chơi. Đấy, tôi chết rồi. Quá chết cắt rồi. Ôi, đi ăn thế nhở. Chém kìa. Này thì chém này. Ủa, chiêu cuối của mình nó hút kìa. Máu nó cứ sụt sướng vãi cả lều ra. Giết 8 chết 3 mà hỗ trợ tới 11 luôn. Eo ơi, sao trận này mình xanh quá vậy? Ê, bạn heo này, hãy xem ta đây. À đủ, nhầm à? Man. Ủa, con Diêu tem bạn kìa. Như tem bạn bùa mình, bùa của rừng tem bạn bây giờ không còn của bạn nữa rồi. Bạn ấy chạy qua dùng nhà mình, bạn ấy ăn. Khổ thế. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi.
này. Ôi dồi ôi, chiều cuối làm cái gì? Chiều cuối làm cái gì bạn trai à? Bạn trai anh nào? Này thì chạy này, này thì chạy này. Ôi trời ơi, nằm xuống, sướng, sướng này, sướng này. Ôi, mình quá dữ. Đấy là người tí mình nhỉ? Mùa xanh các bạn. Chị Vân ăn mùa xanh đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đã bảo cái con bùa này là của mình để mình chơi, cậu hiểu không? Rừng nhà mình bạn ăn thoải mái, nhưng rừng thêm bạn là không được ăn. Dám ăn không? Dám ăn nữa. Biết thừa mình rồi, đâu dám ăn đâu. Ăn cái mình lại lôi ra, ăn cái mình lại lôi ra đâu ăn được. Ôi chắc trận này chắc win quá. Win rồi, tên mình kia hết người mới rồi. À thì nói chung là làm clip này cũng nó không có được ngon lành cành đào như những clip trước. Tại vì bây giờ mấy bạn cũng xem clip, mấy bạn cũng biết hết cách khắc chế rồi. Nhưng mà không sao, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Nếu mọi người muốn mình làm thêm mình clip này thì nhớ đăng ký kênh và like và comment cho mình biết. Anh làm clip crack, chuyên game nó đi, em ủng hộ. Là hết, chỉ cần như vậy thôi, mình sẽ làm.